Năm sai lầm khi dùng serum khiến da xuống cấp. Serum được xem là bước quan trọng trong chu trình chăm sóc da, có khả năng cải thiện làn da từ sâu bên trong, đem lại hiệu quả nhanh chóng hơn so với những sản phẩm dưỡng da khác. Thế nhưng, vì sao đôi khi đã chọn lựa dòng serum đắt sắt ra miếng nhưng hiệu quả lại nhỏ giọt hay thậm chí còn tác dụng ngược? Rất nhiều khả năng các nàng đang mắc phải 5 sai lầm khi dùng serum dưới đây. 1. Bỏ quên bước làm sạch và tẩy tế bào chết. Làn da sạch sâu và thông thoáng là như bước mở đường cho làn da hấp thụ những sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu và là yếu tố quyết định cho tất cả các bước chăm sóc sau đó có đạt hiệu quả hay không. Làm sạch với sữa rửa mặt để loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và các chất độc hại suốt một ngày dài sẽ giúp làn da được thư giãn, nhẹ nhàng. Trong quá trình làm sạch da, hãy kết hợp việc mát xa mặt để đạt được hiệu quả tối ưu. Bạn di chuyển theo những vòng tròn nhỏ từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài khoảng một phút để làn da được mát xa nhẹ nhàng sạch sâu. Tẩy tế bào chết rất quan trọng để loại bỏ hàng triệu tế bào chết trên bề mặt da của bạn. Quá trình này không chỉ giúp làm sáng da mà còn giúp cho serum dễ dàng thẩm thấu sâu hơn. 2. Dùng sai thứ tự Để serum phát huy tối đa công dụng thì bạn cần chú trọng đến thứ tự sử dụng serum trong chu trình dưỡng da. Serum nên được dùng sau bước toner, essence và trước kem dưỡng. Nếu bạn dùng trước toner, lúc này làn da vừa rửa mặt xong, độ pH còn khá cao, nếu dùng serum thì dưỡng chất trong kem dễ bị biến đổi, không đem lại hiệu quả. Toner đã giúp cân bằng độ pH, dưỡng ẩm nhẹ để da mềm mịn, dùng serum sau toner sẽ giúp serum thẩm thấu nhanh hơn. Còn nếu bạn dùng serum sau kem dưỡng ẩm thì serum sẽ khó thẩm thấu xuống sâu vào làn da, do dưỡng chất trong kem dưỡng đã bít cửa khiến serum không thể thẩm thấu hoàn toàn, dẫn tới lãng phí. 3. Sử dụng không đủ định lượng cũng có không ít người vì muốn đẩy nhanh hiệu quả của serum lên làn da mà đã vô tình dùng quá liều lượng cần thiết. Da cũng vậy, nếu bổ sung quá nhiều dưỡng chất cũng sẽ phản ứng lại dưới hình thức bội thực. Bạn chỉ cần từ 1 đến 2 giọt đối với serum dạng lỏng và một lần pump tương đương với một hạt đậu đối với serum có kết cấu đặc hơn cho diện tích da cần sử dụng là hợp lý nhất. Lượng serum được dùng quá nhiều sẽ gây ra tình trạng dư thừa và tồn động gây bí bách cho da. 4. Dùng serum thay thế kem dưỡng ẩm ngoài việc cung cấp các dưỡng chất thiết yếu khác cho làn da kem dưỡng còn có chức năng khóa ẩm hiệu quả serum là tinh chất thẩm thấu nhanh nhất so với các sản phẩm dưỡng da khác cũng chính vì thế nó cũng rất dễ bay hơi nhanh nếu bạn không dùng một lớp kem dưỡng làm nhiệm vụ khóa ẩm để serum phát huy tối đa công dụng của mình sau khi dùng serum bạn nên thoa nhẹ một lớp kem dưỡng để các dưỡng chất từ serum không bị bay hơi Khoảng cách nghỉ giữa hai bước dưỡng serum và kem không chỉ vừa giúp da hấp thụ trọn vẹn dưỡng chất mà còn ngăn ngừa tình trạng các dưỡng chất kết hợp tạo nên các phản ứng hóa học có thể gây dị ứng, mẩn ngứa cho da. 5. Chọn serum không phù hợp với làn da. Mỗi làn da sẽ cần có những chế độ dinh dưỡng khác nhau. Vì vậy, bạn cũng cần quan tâm đến việc chọn serum phù hợp với làn da của mình. Hãy lắng nghe làn da mình cần gì và chọn đúng loại để cung cấp cho da. Điều này giúp da bạn nhanh chóng đạt được kết quả tích cực nhất. Tuyệt đối không chọn dùng serum về những lời quảng cáo hay theo phong trào vì tác hại đến da là điều không thể tránh khỏi. Cảm ơn bạn đã theo dõi hết video. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh chúng mình nhé!